Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 13 tháng 7. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp, vùng biển ngoài khơi Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo đang có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét khiến biển động mạnh. Trên đất liền, đêm nay và ngày mai, mưa vẫn diễn ra nhiều nơi. Trong cơn dông xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhiều nơi. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 86 đến 91%. Huyện Côn Đảo, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Tại Vũng Tàu ngày 14 tháng 7 năm 2022, mực nước cao nhất 370 cm, xuất hiện lúc 12 giờ, thấp nhất 10 cm, xuất hiện lúc 19 giờ 45 phút.